Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại chương trình bình luận diễn biến chính sự tối thứ hai ngày 20 tháng 11. Ngày thứ 635 cuộc chiến Ukraine. Trong ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ có một cái vụ tấn công bằng UAV của Ukraine. À, bằng cách nào đó họ đã cho nó bay được tít vào cái khu vực thủ đô Moscow. Sau đó thì bị phòng không bắn hạ mà nó rơi xuống mặt đường rồi nó không gây bất cứ một cái ảnh hưởng gì. Nhưng nhìn chung nó cũng là một cái sự kiện lâu rồi nó không xảy ra ở đường phố Moscow. Như vậy đến thời điểm này thì có thể khẳng định rằng là Ukraine đã thoát được một cái ngày tên lửa của Nga mà không chịu bất cứ một cái đòn tấn công lớn ác chiến nào trên bầu trời diễn biến ở khu vực uh, trên mặt đất ở khe son thì uh, cũng là một cái ngày bắt đầu vào cái, cái tuần mới chúng ta cũng thấy hai bên cũng chưa có tổ chức những cái đợt uh, gì đấy nó náo động náo nhiệt ở một cái khu vực chiến trường như kiểu thế này những nỗ lực uh, của ukraine sau khi đã uh, chiếm được một cái phần phía nam và phía tây nam ở khu vực nho nhỏ này thì sau đó họ cũng củng cố trận địa rồi đặc điểm là trong chiều ngày hôm nay thì phía Nga họ sử dụng cái pháo nhiệt áp, họ bắn vào một cái cụm đóng quân của Ukraine mà chúng tôi không biết tọa độ, khiến cho khoảng độ một trung đội ở đấy đã bị bốc hơi. Cái con pháo nhiệt áp đấy thì Ukraine họ rất là cẩn thận nhưng không biết làm thế nào mà phía Nga đã đưa nó sát được tới chiến trường để mà bắn vào cái khu vực đó. Trong chiều thì cũng không có thêm bất cứ một cái ghi nhận nào về bom FAB của Nga tấn công sang bên kia bờ bên kia Ukraine cũng không tổ chức các cái đợt uh, hành quân vượt sông sang bên này của nga. Một vài những cái cụm uh, cánh quân nào đó của Ukraine họ đã phục kích ở trong những khu vực ở bên này bờ sông, thì họ đã cố để mà đổ bộ lên cái khu vực uh, chúng ta gọi là vâng. step ở khu vực này. Nhưng mà khi mà lên bờ thì họ bị pháo của nga đẩy, rồi họ rút lui xuống phía dưới. Như vậy là một buổi chiều khá yên ả cho bờ sông thơ mộng. Khe son. Truyền thông uh, tình báo của Anh và của Mỹ, ý tôi nói rằng là cơ quan tình báo quốc phòng của Anh, Viện nghiên cứu chiến tranh của Mỹ đã mô tả cái khu vực mà Ukraine chiếm được ở đây như là một cái điểm cố thủ cực kỳ quan trọng và sẽ thay đổi cái bước tiến của trận chiến trong những thời gian sắp sắp tới. Bộ quốc phòng Mỹ cũng cử ông uh, Vâng, chính phủ Mỹ cử ông Lloyd Austin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến Ukraine ngày hôm nay. Và Ukraine cũng nói rằng là một trong những bước tiến vĩ đại ở khu vực Kherson đã khiến cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sang thăm và làm việc để mà nghiên cứu tình hình chiến trường cũng như là phương án mở rộng rồi vân vân. Có thể nói rằng là tiến gần hơn tới một cái kế hoạch để mà chiếm lại Crimea đến thời điểm này thì khán giả người ta cũng không còn ngây thơ nữa đúng không ạ cơ bản với bài báo hôm qua của ông joe biden chúng ta đã nói vào đêm qua thì chúng tôi từng nói rằng là chắc chắn trong những ngày sắp tới họ sẽ tung rất nhiều những cái biện pháp tấn công vào vấn đề truyền thông của dư luận trong nước và quốc tế để họ tiếp tục ủng hộ ukraine với cái luận điệu như vậy và hôm nay chúng ta thấy ngay ông lloyd austin có mặt ở kiev và những cái thông tin của các viện, hai viện nói trên nhắm tới việc là những chiến thắng của Ukraine. Trong đó có khu vực Kherson và bãi rác ở Gorovka, đúng không ạ? Đấy là những thứ mà chúng ta đã nhìn thấy từ trước. Nhưng thực tế thì câu chuyện nó như thế nào? Chúng ta có thể nói là tại sao một cái điểm đầu cầu nó lại rất quan trọng. Nhưng mà những cái người làm công tác tình báo của Anglo-Saxon thì họ lại cố tình phớt lờ đi. Để định nghĩa lại vấn đề này cho một vài quý vị quan tâm hơi sâu sâu một tí về chiến thuật, chúng ta có thể định nghĩa nó, một cái điểm đầu cầu thì nó tương đương với một cái phần mà quân ta đúng không ạ, chiếm được của quân địch ở phía bên kia bờ sông, ở bên kia vùng đất, ở bên kia một cái vật cản, ở bên kia một cái gì đó mà phải vượt qua để chiếm đóng ở đó, tạo lên một cái vùng mà thân thiện cho bên quân của chúng ta có thể chiếm đóng và củng cố cái trận địa ở chỗ đó và nó phải có đủ những yếu tố an toàn những yếu tố như là diện tích đúng không ạ, rồi địa hình vân vân và nó phải thân thiện với việc có thể đem quân sang để giữ ở khu vực đó. Và một trong những điểm quan trọng nhất là bất kỳ một cái điểm đầu cầu nào thì nó phải thỏa mãn được yếu tố là sau đó nó có thể sử dụng làm cái bàn đạp để mở rộng các cái đợt tấn công tiếp theo. Như vậy thì ở điểm thứ nhất là Ukraine cũng chưa đạt được cái mục tiêu trở thành một cái điểm đầu cầu bởi vì họ liên tục bị phía Nga quấy đẩy lui và tổn thất ở trong cái khu vực của mình như vậy là nó chưa đạt điểm đó như vậy thì cái câu chuyện rằng là cái điểm đầu cầu này là cái thuật ngữ của phía Nga họ luôn đưa lên phiền truyền thông để cho thấy Ukraine thấy rằng đó là một cái điểm rất quan trọng nhưng thực tế thì nó chỉ là một cái điểm có thể nói là cố thủ được mà thôi và ukraine sang bên này chịu tổn thất rất nhiều và rất là bị dễ tổn thương đối với lại các hoạt động tấn công của nga giả sử như bây giờ nga tấn công bằng cái bão nhiệt áp mặt trời của họ vào thì chắc chắn là chỉ cần vài quả là cái khu vực đấy nó sẽ bị tổn thất một phần rất lớn nhưng mà chúng ta chưa thấy nga làm dữ dội cái việc như vậy và như vậy thì nó chỉ tương đương với một cái điểm cố thủ thế còn tại sao mà Phía Nga, truyền thông lại hay tung hô lên thành công của Canada như thế thì đến bây giờ chúng ta cũng bàn luận nhiều rồi. Nhưng rõ ràng nó là một trong những cái sự bí mật, đúng ạ. Bí mật kỳ diệu nào đó chúng ta không biết được. À, người Nga thì luôn là chùm sò về vấn đề chiến tranh tâm lý, thông tin. À, và chúng ta phải hiểu rằng những gì họ nói có nghĩa rằng là nó sẽ không phải nó khơi khơi như vậy. Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng trong suốt những ngày vừa qua, cứ mỗi lần Ukraine tấn công thì họ đều bị phía Nga dùng hỏa lực để áp chế và biến nó trở thành một cái cối xay thịt. Cơ bản ở đây bây giờ nếu đúng dịch đúng nghĩa đấy, từ góc nhìn của một người độc lập thì chúng ta thấy nó là một cái cối xay thịt hơn là một cái điểm cố thủ hoặc là điểm đầu cầu. Và cái ở cái điểm thứ hai thì gần như Ukraine không thể sử dụng để làm bàn đạp tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga sử dụng các phương pháp phối hợp chiến thuật, không có tăng, không có thiết giáp, không có những cái gì đó để nó có một cái mặt trận bàn đạp, đúng không ạ? và nó chưa đủ rộng, nó chưa đủ cái 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 bề mặt tiếp xúc và nó chưa thể hình thành các nhóm tác chiến để hình thành theo các đội hình tiến quân vào, nó cử khơi khơi, ông nào tiện thì ông tiến thôi, chứ còn nó không có một cái đủ mặt trận để tiến hành những cái việc như vậy như vậy thì với những cái thông tin từ phía hai viện của anh mỹ chúng ta thấy một điều rằng là gần đây nga đang vây ép adipka rất ác liệt và họ đang có thể nói rằng cái thế của họ đang không thể ngăn cản đúng không ạ trong những ngày gần đây và việc đó chắc chắn là một cái tin rất xấu với lại những người anglo sắc sông vốn là họ muốn đội quân có thể nói là một đội quân đánh thuê của mình ở trên đất ukraine vâng nói đúng một cách đúng đắn quý vị nhé người ukraine đang đánh thuê cho người anglo-saxon nhưng mà sử dụng chính cái xương máu và mảnh đất của mình đúng ạ để đánh nhau với người nga và tất nhiên những giới chính gia anglo-saxon thì họ cũng không thể chấp nhận được liên quan tới cái dư luận của họ về việc thất bại ở Adipka và trên toàn mặt trận cho nên họ phải tung ra những cái thông tin mang tính chất đây là một cái bước tiến lớn mà có thể thay đổi được dòng chảy của cuộc chiến còn về phía Nga thì chúng ta cũng đã nói, uh, chúng ta cũng không lý giải được tại sao. Kể cả những cái người blogger của Nga, những người mà không có cái kỹ năng về quân sự thì hay nói rằng đây là một cái sự bất lực của phía Nga. Đấy. Đấy là một cái điều mà tôi nhìn thấy tôi rất là ngạc nhiên. Thế còn lại thì những chuyên gia quân sự họ cũng không nói nhiều về cái việc này, gần như họ không nói, đả động gì nhiều. Có nói thì nó cũng mang tính chất phân tích và nó cũng né né tránh tránh đi. Chỉ có một cái điều mà chúng ta lưu ý rất rõ những cái việc mà chúng tôi từng nói trước. Tức là khi nào mình nói trước ấy, mà nó xảy ra thì có nghĩa rằng là cái đó nó có cái tính thực tế. Quý vị công nhận là còn mình nói sau thì gọi là vuốt đuôi. Tức là xảy ra rồi mới nói. Nhưng nói trước thì có nghĩa rằng cái việc đấy nó là một cái việc mà nó mang cái hàm ý của các bên. Chúng ta thấy rằng là nếu như trừ trường hợp khi Nga để cho Ukraine họ đột phá lủng qua vài cái chiến trận ở mặt trận Kherson. Thì bây giờ chắc chắn đấy là một cái vấn đề nghiêm trọng đối với Nga và đấy thực sự là Ukraine giỏi và phía Nga là kém đúng không ạ? Đấy, nhưng mà bây giờ những nỗ lực tấn công lên của Ukraine ở các ba điểm còn lại trong những ngày vừa qua là toàn bị phía Nga đánh bật. Thế còn những cái vụ mà ở khu vực quan trọng ở dưới này thì họ cũng không vượt qua được cái bãi giữa để được quân lên. Thì như vậy cho thấy rằng là Ukraine vẫn đang loay hoay để tìm được một cái cách thiết lập được cái trận địa ở khu vực Kherson. Và chúng ta cũng biết rằng là cái việc thiết lập được trận địa bên kia bờ sông nó là một trong những loại hoạt động mà nó khó khăn nhất mọi thời đại. Đúng không ạ? Chắc chắn là một hoạt động cực kỳ khó khăn. Nó chỉ kém với hoạt động mà đổ bộ lên đảo thôi. Và chúng ta cũng biết là cái đảo đấy nó ở đâu rồi? Nó cũng ở khe, ở Crimea. Và Ukraine cũng đã thử rất nhiều rồi. Đúng không ạ? Có nghĩa rằng là với họ không tiếc, không tiếc bất cứ nguồn lực nào để họ đổ bộ lên để chiếm, để làm truyền thông. Chứ còn thực ra nó rất là khó. Chúng tôi chỉ thấy nó ngạc nhiên là đến thời điểm này, theo phong cách của Kena thì họ thực sự họ chưa tung ra cái đòn tấn công ác liệt vào phía khe son. Cũng là một cái mà rất chi là lạ. Và bây giờ chúng ta sẽ sang khu vực khác. Nhìn chung là nhiều quý vị bảo là sao không nói nhiều về khe son nhưng đúng. Thì cũng mấy ngày hôm nay thì cũng hết vẹo rồi, đúng không ạ? mấy ngày hôm trước thì dập dờn quân chạy ngang chạy dọc nhưng mà mấy ngày hôm nay thì cũng là cuối tuần mà cho nên họ cũng không có tổ chức cái gì nó ác chiến ở đấy. Zaporizhia trong chiều ngày hôm nay cũng không có gì mới lạ. Buổi sáng thì chúng ta thấy có những đợt tấn công của Ukraine à, quay trở lại tấn dọc à, ở bên phía cánh trái. Sau khi hôm trước thì họ tấn công ở phía bên cánh phải, còn bây giờ thì họ quay sang tấn công phía cánh trái và họ nói rằng họ đạt được vài bước tiến mang tính chất chiến thuật cải thiện trận đấu đấu nhưng mà cũng chưa thấy một cái bản đồ nào cập nhật về thay đổi tình huống ở đây. Ngược lại thì phía Nga cũng tiến ở khu vực ngay phía trên bắc của VBOV ở cung đường này nhưng mà cũng không thấy tiến bộ gì. Có nghĩa rằng trận đấu nó cũng nhì nhằng như vậy, không có một cái uh, chuyển biến trên mặt trận. Và tất nhiên khu vực Uleda một buổi sáng thứ hai cũng không có gì thay đổi có lẽ bây giờ thì các cánh quân bắt đầu xuất kích trong một cái tuần mới ở bên đó rồi nhưng uh, chắc họ cũng có chút nẻ nang với ngày nhà giáo Việt Nam cho nên họ cũng không quá mạnh tay để các thầy cô giáo của chúng ta kỷ niệm cái ngày lễ lớn rồi họ mới đánh nhau còn ở khu vực Adipka thì đến chiều ngày hôm nay chưa có những thông tin xác nhận nhưng mà ở phía nam thì nhiều nguồn tin cho biết là nga đã tiến được ở khu vực Tornenske một bước tiến nho nhỏ. Uh, ukraine trong chiều tổ chức các đợt phản công ác liệt vào khu vực nga mới chiếm ở khu vực nhà máy và khu vực uh, nhà hàng, khu vực Tata, tức là cả hai cái điểm nga đã tiến rất nhanh ở trong sáng ngày hôm nay. Không biết là trận chiến như nào, nhưng mà phía nga nói rằng họ đánh bật các đợt phản công ukraine, nhưng mà ukraine bây giờ đang tập trung thêm rất đông quân để ưu tiên cho mặt trận phía nam trong buổi chiều như vậy sắp tới sẽ diễn ra những trận đấu rất ác liệt ở cánh phía Nam. Đấy cũng là một cái điều nó dễ hiểu bởi vì Ukraine đang đắm đuối ở hai cánh thì bị phía Nga bất ngờ chọc phá vòng vây ở phía Nam, đúng không ạ? À, chọc phá thành trì ở phía Nam và chiếm luôn hai cái điểm quan trọng nhất. Và cứ cái đà như thế thì chắc chắn rằng là họ sẽ bị phía Nga à, tấn công theo kiểu tia chớp lên vây công từ nhiều hướng. Và bây giờ thì rõ ràng là Ukraine cũng đang ở trong cái trạng thái như thế rồi. Mà nếu như họ để phía Nga kết nối hai cái cái điểm này với nhau gần nhà xa ngõ này thì gần như là phía Nga có thể đột kích vào thành phố bất cứ lúc nào. Từ 4 năm sau hướng, đúng không ạ? Cho nên họ đã phải đưa tất cả những cánh quân quan trọng của họ quay trở lại chấn ải ở khu vực phía đông nam, phía nam. Nhìn chung thì tôi thấy cũng là một cái hoạt động thành công về phía Nga bởi vì một trong những hoạt động thành công nhất của họ luôn là các cái hoạt động kéo quân Ukraine vào trong các đáy dọ. Đấy, mình gọi đúng một cái từ thuật ngữ, đúng không ạ? Những cái lỗ đen để họ hút những cái giom đấy. Ngày xưa các cụ chúng ta đi ở nhà quê bắt cá bằng cái hom, cái giom ấy. Thì bây giờ đây chính là những cái hom như thế, hút vào đáy để nằm trong một cái ao đúng không ạ một cái chảo để phía nga có thể áp dụng các cái đồ chơi các cái trò chơi các bài chơi để mà chơi với ukraine hướng này khu vực phía stepov trong chiều hôm nay thì phía nga nói rằng họ đã tổ chức một loạt các đợt tấn công để đẩy lui các đợt phản công của ukraine diễn ra trong ngày hôm qua và họ đã thành công Tuy nhiên thì có khả năng trận địa nó cũng không thay đổi gì bởi vì hôm qua Ukraine cũng đã tiến sát vào đẩy lui Nga. Giờ hôm nay Nga đẩy lui thì chắc nó cũng chỉ bằng hôm qua. Giao tranh bây giờ đang tiến sát tới tít cái khu vực uh, trong góc của cái uh, giữa hai đường tàu thẳng về Oristine. Rồi phía Nga cũng bắt đầu tiến quân về hướng này và hướng Kremlin một lần nữa. Uh, sau khi trong những ngày vừa qua họ liên tục tiếp, tiếp đạt được những cái bước tiến khá đáng kể ở đây như vậy thì mục đích của nga vẫn là đang tập trung mở rộng cái 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 gọng kìm phía bắc những nỗ lực của nga tuy không dồn dập nhưng mà họ tấn công vào các khu vực đằng này thì đều bị phía ukraine đẩy lùi có nghĩa rằng là những đợt tấn công mang tính chất uh, găm các cánh quân của ukraine ở đây để họ gọi là thanh thang họ có thể tập trung vào để tấn công phía bắc cũng như là khu vực Kamianska, khu vực VCL Trong chiều hôm nay thì nga đều xuất kích hai cái hướng tấn công từ hai thị trấn này vào cái khu vực mà nhằm chiếm bằng được cái khoảng này của Ukraine. Tuy nhiên Ukraine đang phản công rất dữ dội, cho nên phía nga cũng chưa tiến được trong cái điểm này ngày hôm nay. Nhưng bây giờ thì cuộc chiến bên đấy thì nó cũng chỉ mới bắt đầu theo cái giờ của chúng ta thôi. Cho nên là chúng ta sẽ chờ những thông tin về thay đổi trên trận địa. Có vẻ là nó không có những cái sự đột phá so với mọi ngày trước Nhưng mà cũng không biết được Ngày mai chúng ta thức dậy cũng có thể có những cái sự thay đổi lớn Nhưng mà như chúng tôi vừa nói Có nghĩa rằng trong 24 giờ qua Sau khi bị phía Nga vây hãm tấn công nhiều nơi Thì Ukraine đã uh, đại khái là uh, tạo được những cái đòn phản công Đấy, ở trên toàn chiến tuyến Bằng việc tấn công vào khu vực Stepove Rồi chiếm lại khu vực đường tàu rồi phòng thủ phản công hiệu quả ở khu vực nhà máy và đang chấn giữ được cái khu vực này, rồi đánh quân xuống khu vực này, vân vân. Có nghĩa rằng nó có một cái thế là Ukraine đã lấy lại những cái trận địa, đúng không ạ? Đấy nó có một cái thế như vậy. Mặc dù thế chủ động nó vẫn thuộc về quân nga, nhưng mà Ukraine đã à, cản được cái bước tiến liên tục của phía nga trong những ngày vừa qua. Thông tin từ phía nga gửi về chiến trường. Uh, tình huống đang diễn ra khốc liệt, Adipka giao tranh uh, dai dẳng, ác liệt kéo dài từ tuyến phía bắc Krasnohorivka uh, cho tới Bcele đây, Bcele luôn, Stepnoy ở đây, rồi uh, Kamianske rồi ra uh, ja Yasinovsky tức là khu vực nhà máy ở phía dưới và tới khang bên này là Step uh, và Tonianske có nghĩa rằng là trên toàn tuyến trừ mỗi cái khu vực chính nam thôi. Và như vậy chúng ta có một buổi chiều không khí giao tranh ác liệt và phần lớn là các đợt tấn công của phía Ukraine. Họ đã bị đẩy bậc đẩy lui ra ở hai hướng tấn công lớn Stepov và khu vực nhà máy. Còn không biết lại các đợt tấn công kia, chúng ta sẽ chờ thông tin của ngày mai ở khu vực bãi rác Gorove thì bây giờ là cũng cái ngày mới của họ cũng chưa có những thông tin nó rõ ràng hiện tại thì theo những cái video thì chúng ta chỉ thấy rằng là Ukraine họ đang tận dụng được những cao điểm rất cao có thể nói rằng nó cao như một cái ngọn núi của chúng ta đấy một ngọn núi dạng nhỏ nhỏ ấy, và họ đang uh, chịu cái sức công phá của pháo phép của nga vào nhưng mà trận địa họ vẫn uh, có thể nói nằm trong cái sự kiểm soát của phía Ukraine ở đâu đó À, một phía núi thì phía nga giữ một phía núi thì ukraine giữ đấy và đặc điểm là uav và pháo của nga đang nã vào trận địa ukraine như vậy thì ukraine đã nhanh tay à, chộp được một cái địa hình phòng thủ rất tốt và từ đó họ có thể giữ được à, tương đối à, nhưng mà khả năng để mở rộng ra để mà tiến chiếm thêm được là rất khó với cái địa hình như thế này nhưng khả năng nga mà chiếm được thì cũng rất khó nếu họ không tìm, tìm cách bao vây cắt cái đường hậu cần cho khoản đó thì ukraine cũng ở trên đó một người lính của họ có thể đẩy lui được cả một cái đội quân của phía nga nhìn chung thì tình hình dùng để một từ nói nó là mang tính chất khó chịu cho phía nga tức là tạo ra một cái tình huống khó chịu còn phía ukraine thì nói rằng đây chính là một cái một cái kế hoạch một cái đòn uh, gọi là giáng mạnh vào cái uh, chiến dịch của Ukraine ở uh, của nga ở hướng Adipka đấy có nghĩa là rất có khả năng thì mũi tiến đơn giản trong đêm này của Ukraine sẽ khiến cho nga ôm hận uh, và rút lui ở Adipka chúng ta hãy chờ xem trong chiều thì không còn những cái thông báo về các hoạt động giao tranh từ Andipka, Kikita, Bakhmut, uh, Bodanipka vân vân có nghĩa là từ đây lên tít tới Khu vực trên góc này thì chúng ta mới nghe phong phanh về những vụ Nga tiếp tục tiến công xung quanh cái cụm dân cư ở đây. Còn lại thì có thêm thông tin về việc là Ukraine bất ngờ tiến được ở cái góc chữ A này. Đấy, chúng ta nhìn thấy có vẻ là họ tiến được vào. Nhưng mà thực tế tiến ở đây thì có nghĩa rằng là đang là một cái bước lùi lớn, đúng ạ. Tiến vào đây thì tự tạo lên một cái hố để mà tiếp tục chui vào một lần nữa cho nên tôi thấy cái bước này nó trông nó 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 không có phù hợp với cái hoàn cảnh của Ukraine tại thời điểm hiện tại tuy nhiên đây mới là thông tin từ phía Ukraine thôi chúng tôi sẽ cần thời gian để xác minh cái này như vậy là một buổi chiều ở chúng ta và ở bên phía Ukraine khá là yên ắng không có những cái thay đổi lớn lao trên mặt trận Giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở Adipka và khu vực lân cận phía nam của Bắc Ngút nhưng không có thay đổi lớn về trận địa. Nhìn chung thì chiều nào cũng thế, đúng không ạ? Chiều thứ hai nào chúng ta cũng có một cái buổi chiều nó khá là trầm cảm, Đấy, không có những cái thay đổi nó rộn ràng. Chúng ta sẽ đến những thông tin ở ngoài mặt trận. Gần đây thì phía Nga công bố về việc là các mẫu vũ khí uh, súng cối súng pháo 120, 152 theo cái mô hình mới. Đây là cái mô hình mới mà quý vị nhìn thấy là nó dựa trên một cái khung gầm nhưng mà nó đều có 3 cái phiên bản cho súng cối và pháo 120, 152 mm. phía Nga nói rằng là những mẫu mới đã hoạt động rất tốt ở trên chiến trường qua những cái đợt thử nghiệm vừa qua và có khả năng để đưa vào sản xuất hàng loạt trong thời gian sắp tới như vậy là ngoài những cái loại pháo truyền thống từ thời Xô Viết thì bây giờ phía nga đã bắt đầu phát triển những cái loại pháo mới trông nó mang cái phong cách của các cuộc chiến tranh hiện đại đúng không ạ có nghĩa rằng là tích kích áp dụng nhiều vào cái tính cơ động và cái tầm bắn cũng như tính chính xác để mà đấu pháo với phương tây hiện tại thì ở trên chiến trường pháo của nga là đàn áp về vấn đề hỏa lực vào các cụm gây cái sát thương như diện rộng nhưng mà để mà phẫu thuật thì pháo của họ lại không tốt bằng pháo phương tây cho nên với việc ra đời những cái loại súng uh, pháo như thế này có thể giúp cho nga thay đổi cái cuộc chơi trong các cuộc đấu pháo vốn là họ chỉ có thua thiệt về cái tầm bắn và độ chính xác cũng như độ cơ động mà thôi cái này thì nó cũng không phải là một phiên bản nó cạnh tranh với lại himas nhưng mà nó là theo cái dòng pháo để đấu pháo thì lại rất hiệu quả Tờ New York Times ngày hôm nay cũng thừa nhận là các hệ thống tác chiến điện tử của phía Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt đã thể hiện tính vượt trội so với lại những cái loại vũ khí đồng cấp của NATO. Tờ New York Times cũng nêu lên một cái quan điểm rất quan trọng với việc sử dụng rất nhiều các công nghệ UAV và các loại vũ khí dẫn đường thì việc Nga đang áp chế được trận địa điện tử của NATO có thể thay đổi cái cuộc chiến trong tương lai, vốn phụ thuộc rất nhiều vào chiến tranh điện tử. Tờ báo nói thêm, kể từ tháng 2 năm 2022, quân đội Nga đã không làm cho danh tiếng của họ bị tổn hại khi mà những cái chuyên gia hàng đầu về tác chiến điện tử của họ đã tung ra những cái giải pháp rất hiệu quả trên chiến trường. Không chỉ sử dụng để áp chế trận địa UAV, mà tác chiến điện tử của Nga có thể dùng để áp chế gây nhiễu các hệ thống dẫn đường cho các loại bom dẫn đường, UAV, các vật thể dẫn đường, tên lửa dẫn đường. Rồi đặc biệt còn tạo những cái mục tiêu giả và những cái tên lửa giả để mà chấn áp các hệ thống phòng công Ukraine. Theo tờ New York Times, thì phương Tây và thậm chí cả Trung Quốc nữa cũng đang theo dõi rất chặt chẽ những tình hình diễn biến về tác chiến điện tử trên chiến trường khi mà Moscow và Kiev đang thi thố những cái uh, cuộc chiến liên quan tới tác chiến điện tử và phía nga đang có một cái lợi thế uh, vượt trội gần đây thì uh, cái lợi thế tuyệt đối của nga còn uh, thay đổi khá nhiều sau khi họ bị một loạt những sự thách thức từ phía tác chiến điện tử của Ukraine À, phía Nga đã nhanh chóng thích ứng và tạo ra những cái loại vũ khí tác chiến điện tử mang tính chất di động rất cao, nhỏ gọn hơn và tính sáng tạo hiệu quả rất tốt. Chuyên gia quân sự người Mỹ ông James Lewis nói rằng không ngờ người Nga đã phản ứng với lại những diễn biến ở chiến trường nhanh hơn những gì chúng ta tưởng tượng. Và điều này chắc chắn là một cái mối lo ngại lớn đối với NATO chuyên gia người mỹ kết luận rằng là nato cần phải phản ứng một cách nhanh chóng thì mới đáp ứng được với những thay đổi diễn biến trên chiến trường và đủ sức để đối mặt với lại tác chiến điện tử của nga còn chuyên gia trung quốc thì nói rằng là theo quan sát của họ năng lực tác chiến điện tử của nga đã hoàn toàn áp đảo với lại các lực lượng uh, tác chiến điện tử của phương tây và của mỹ trong buổi chiều hàng ngày thì chúng tôi hay nói chuyện về những cái um, câu chuyện về các những cái người binh lính hai bên, đúng không ạ? Chiều hôm nay thì chúng tôi không có nhiều nhưng có một cái câu chuyện nó cũng rất buồn cười. Có trăm nghìn cách để đầu hàng quân Nga. Một anh lính kể rằng là um, tại sao anh bị uh, uh, phía Nga, uh, anh đã đầu hàng phía Nga. Thì anh nói rằng tôi đi uh, xuyên qua cả cái đoại đội của tôi và tôi không xin được điếu thuốc nào. À, nhưng mà tôi nghe phong phanh là người nga người ta có rất nhiều thuốc. Cho nên khi mà chúng tôi đến trận địa tôi thấy người nga hút thuốc, cho tôi nên đã tiếp cận và tôi đã đầu hàng họ. Và một cái hoàn cảnh đầu hàng có thể nói rằng là rất thú vị. Hôm nay thì cũng một bài báo khá đáng lưu ý liên quan đến một cái việc mà gần đây diễn ra, đó là cái việc mà ukraine đã cử những người phụ nữ mang thai ra mặt trận. tờ Weekly Blitz à, đã công bố một cái ấn phẩm ngày hôm nay. Họ nói rằng Ukraine đã liên tục dùng những cái công cụ truyền thông để mà cung cấp những lời hứa về sự sụp đổ của quân đội nga, của nước nga và chính quyền của Putin. Nhưng đồng thời họ cũng đăng rất nhiều những cái thông tin mới hơn về sự tham gia của phụ nữ Ukraine vào quân đội, bao gồm cả những cái người phụ nữ đang mang thai. Và trong đó có cả những người phụ nữ cũng đã gần như là bị bắt ép để tham gia vào trong quân đội. Những tác giả của tờ báo trên tin rằng là đây là một trong những thái độ đối với phụ nữ mà mang tính chất là tội phạm. Nhưng họ nói chế độ kỳ ép bây giờ đang ở trong một cái hoàn cảnh rất khó để có thể tìm một cái giải pháp giải quyết vấn đề nhân sự khi mà tổn thất của họ ngoài mặt trận rất lớn và họ đang cần những cái cỗ pháo hồi và trước đấy thì chúng ta cũng nhớ về một cái video mà nó lan truyền trên mạng về việc một người phụ nữ đầu hàng và yêu cầu không bị ngược đãi đúng không ạ bởi vì là cô ấy đang bị cô ấy đang mang thai đài CNN thì trong ngày phỏng vấn một loạt những cái người dân Ukraine những người mà đã trốn nghĩa vụ quân sự để đi ra các cái uh, uh, lãnh thổ khác cũng như ở còn ở trong ukraine nhưng mà giấu tên họ uh, phần lớn họ đều nói rằng họ không sẵn sàng để chiến đấu với người nga và cho rằng những cái cuộc chết chóc giết chóc ở ngoài chiến trường là vô nghĩa một người được hỏi cho hay tôi uh, nghĩ rằng tất cả những điều đang xảy ra đối với lại cuộc tổng động viên hiện nay là phạm pháp và không công bằng đối với lại dân chúng nếu tôi nhận được lệnh động viên, tôi chắc chắn sẽ tham khảo với luật sư của mình để thách thức với lại chính quyền. Một người phỏng vấn được phỏng vấn khác cho rằng là tôi thấy tôi không nợ đất nước của mình điều gì cả. Tôi đã nhận được điều gì từ đất nước mình. Tôi nghĩ rằng Ukraine không sẵn sàng để chiến đấu với người Nga. Chúng tôi thực sự không sẵn sàng một tí nào. Anh cho rằng là chính quyền đang tàn sát những người công dân của mình một cách gọi là vô tội vạ. Liên quan tới các vấn vấn đề về chính sự thì hôm nay chúng ta có thêm những bài phát biểu của ông Podolyak liên quan tới cái sự thất bại của Ukraine trong cuộc tổng phản công. Cố vấn của ông Zelensky cho rằng là thất bại của Ukraine trong thời gian gần đây là do những cái phỏng đoán và nhận định của ông về việc Ukraine sẽ chiếm lại bán đảo Crimea thông qua cuộc tổng phản công. Dựa trên những phân tích một cách khoa học và dựa trên toán học, với những điều kiện cho rằng là những đòn cấm vận nhắm vào nước Nga sẽ gây ra những sự sụp đổ về kinh tế. Đồng thời, Ukraine sẽ nhận được tất cả những nguồn trang thiết bị vũ khí của phương Tây một cách uh, kịp thời tuy nhiên thì ông nói thêm rằng là không ngờ là những quốc gia phương tây cũng tham gia vào cái việc làm ăn tiếp tục làm ăn với phía nga phớt lờ những lệnh cấm vận dẫn tới việc là người nga càng ngày càng kiếm thêm bộn tiền như vậy thì những đòn cấm vận đã không hoạt động người nga kinh tế của họ không hề yếu đi và như vậy thì cũng không nên đặt thêm những câu hỏi về việc không thể chiếm lại crimea được nữa Chiều hôm nay, thì một vài những cái kênh uh, Telegram của Ukraine họ cũng uh, thảo luận về một cái chương trình gần đây của truyền uh hình Pháp. Trong đó cái tiêu đề đó là Ukraine đã trở thành một cái nạn nhân bên lề của cuộc xung đột Trung Đông và cái mặt trận mới này có thể là một trong những đòn chí mạng đối với lại chính quyền Kiev. À, chương trình của người Pháp cho biết. Cuộc chiến ở Trung Đông đã lôi kéo tất cả những sự uh, quan tâm của dư luận và đồng minh của KF cũng như sự ủng hộ của họ với tới Israel. Trong khi đó, trên chiến trường thì quân đội Ukraine đang đối mặt với hàng loạt những thảm họa liên quan tới sự tổn thất lớn về binh sĩ, trang thiết bị vũ khí, đồng thời là sự suy sụp của nhiều mặt trận trên toàn chiến tuyến. Dẫn tới À, khả năng bây giờ Ukraine rất khó để có thể tuyển thêm được những cái tân binh vào lực lượng quân đội của họ. Sự thiếu thốn về con người ở ngoài mặt trận càng bị trầm trọng hơn bởi sự vắng bóng gần như toàn diện của những người lính đánh thuê và những người lính tình nguyện từ các quốc gia khác. Theo uh, chuyên gia và tình báo của Ukraine, thì những người lính đánh thuê ở nước ngoài không còn tìm kiếm để mà tham gia vào quân đội Ukraine một với lại tư cách của những người tình viện như trước đây nữa, thậm chí là những người lính đánh thuê cũng đang rút dần khỏi Ukraine vì họ đang có một cái thị trường béo bở hơn ở Trung Đông. Nhìn chung bây giờ thì cái động lực về tinh thần không còn, động lực vật chất thì vẫn còn nhưng mà nó đã bị giảm đến rất nhiều, cho nên ảnh hưởng rất nhiều tới cái số lượng thực tế của những người binh lính uh, binh sĩ đến từ nước thứ ba. Với những cái điều kiện là trang thiết bị ít hơn, nguồn lực con người ít hơn và những thất bại và tổn thất gần đây cộng với lại nguồn uh, chú ý của dư luận đã xoay chuyển hết sang khu vực Trung Đông. Ông Zelensky sẽ phải đối mặt với một mùa đông rất khắc nghiệt và không có bất kỳ một sự đảm bảo là nào là nó sẽ khấm khá hơn khi mà mùa xuân sắp tới. Kênh truyền hình của Pháp kết luận như tin đã đưa thì hôm nay bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin đã tới kiev và ông đã phát biểu ngắn gọn là tôi có mặt ngày hôm nay ở kiev để mà chuyển một cái thông điệp cực kỳ quan trọng của chính phủ nước mỹ là chúng tôi nước mỹ sẽ sẵn sàng đứng cùng với ukraine trong cuộc chiến bảo vệ tự do và chống lại sự xâm lược của người nga cả trong hoàn cảnh hiện tại cũng như trong tương lai theo thông tin mà tiết lộ từ lầu lam góc, thì nhiều nguồn tin cho hay là có khả năng vào cuối năm nay thì một khoản ngân sách để mà hỗ trợ cho Ukraine và Israel sẽ được thông qua ở trước quốc hội. Tuy nhiên, những khoản tiền dành cho Israel có thể được thông qua một cách riêng rẽ, còn những khoản tiền đối với Ukraine sẽ được chói chặt với lại những vấn đề liên quan tới an ninh nước Mỹ như là vấn đề ở biên giới phía nam. Vâng, như vậy thì nó là một cái chuyện đương nhiên bởi vì bây giờ mà tách rời ra thì mà là một khoản tiền rất lớn theo cái kiểu như vậy, chắc chắn là rất khó để vượt qua cửa của Quốc hội. Chúng ta đến với một vài những cái bình luận của các chuyên gia. Phó chủ tịch của Đảng Bảo thủ Anh, ông Michael Askrup đưa ra tuyên bố của mình ngày hôm nay. Theo ý kiến của ông, để đánh bại Nga một lần và mãi mãi, chúng ta phải nhận Ukraine vào cái tổ chức NATO. Vâng, tất nhiên theo ông này thì cũng giống như nhiều ông khác theo cái chủ trương diều hầu. Thì một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc chiến này là không để cho người Nga được phép thắng. Và đúng, đúng ạ đến đây chúng ta lại nhắc lại một cái lần nữa là bản thân ở trong cuộc chiến ukraine nếu mà người như nga thắng thì có nghĩa là người nga thắng phương tây ở trong cuộc chiến đó và tất nhiên là điều đó quý vị tưởng tượng nếu quý vị đặt mình vào những người phương tây chắc chắn đấy là một điều quý vị sẽ làm tất cả mọi thứ để nó không xảy ra kể cả là chém gió đúng ạ và để đạt được mục đích này thì chúng ta phải khẩn cấp và thu nhận Ukraine với tư cách thành viên và NATO. Chúng ta có thể làm việc này theo từng phần hoặc là theo cái kế hoạch Big Bang, có nghĩa là một phát ăn ngay. À, như vậy thì cái ý kiến này nó cũng không có gì mới, đúng không ạ? À, chúng ta nhớ rằng nếu quay trở lại cuộc chiến trong trước năm 2014, một trong những lý do để mà những cái thành phần dân tộc cực đoan trong Ukraine cộng với lại cái cách mà chính phủ của họ suy nghĩ và sự giật dây của giới phương Tây đằng sau thì chính những cái tư tưởng là người Ukraine gây hấn để mà lôi kéo Nga và NATO vào cuộc chiến này là một trong những ý tưởng mà Ukraine đã trông cậy vào. Tức là Ukraine dựa vào một cái ý tưởng mà họ chắc mẩm 100% sẽ xảy ra là nếu trong trường hợp mà có chiến tranh thì NATO sẽ nhảy vào để tham chiến với Nga, đúng không ạ? Chúng ta biết đấy là một trong lý do mà có thể nói lý do lớn nhất để khiến cho Ukraine làm tất cả những cái việc từ năm 2014 đến giờ mà chúng ta liệt kê cũng sẽ không bao giờ hết được. Trong đó có cả những việc là họ lái những cái chiếc xe đi qua những nhà dân bắn ồ ạt vào nhà dân, cười hô hố, vân vân và gây ra cái thiệt mạng hàng mười mấy nghìn người trong bao nhiêu năm vừa qua. Tất cả điều đó là để tôi không nói về dân Ukraine. Tôi nói những thành phần ở trong Ukraine, đúng ạ? Đã được giật dây bởi vì thế lực bên ngoài để khiêu khích người Nga tiến hành một cuộc tấn công. Bây giờ thì Ukraine được đã có thể được toại nguyện về cái phần sau, có nghĩa họ đã khiêu khích được Nga tấn công. Nhưng mà cái phần quan trọng đầu tiên là NATO vẫn chưa tham gia vào cuộc chiến này để giúp họ đánh bại người Nga. Và nếu như NATO tham gia vào mặt trận này để đánh người Nga, tôi nghĩ rằng ông Phó Chủ tịch đảng bảo thủ này lên là người đầu tiên cầm súng tiến ra mặt trận. Để xem đánh nhau với Nga thì nó khác với lại đánh nhau qua mõm nó như thế nào. Về phần mình thì trong cái buổi họp ngày hôm nay với lại truyền thông của châu Phi thì ông Zelensky đưa ra một vài những cái quan điểm như sau. Ông nói rằng là sau khi đánh bại người Nga, Ukraine sẽ sẵn sàng để đầu tư ồ ạt vào các nước châu Phi. Thứ hai, Ukraine sẵn sàng và hoàn toàn có khả năng để đảm bảo an ninh lương thực của các nước châu Phi. Thứ ba, Ukraine sẽ mở hàng loạt đại sứ ở các nước châu Phi trong thời gian tới. Thứ tư, nước Nga sẽ không dừng lại ở cuộc chiến Ukraine. Họ sẽ xâm lược các nước ban căng trong thời gian tới. Và như vậy là sau khi đã lựa chọn khách mời khá kỹ càng, nhưng nhìn vào khuôn mặt của một nhà báo ở châu Phi, chúng ta cũng có thể hiểu hết những gì anh ta đang nghĩ về lời của người tổng thống nước chủ nhà. Một uh, chính trị gia người Pháp và là một thành viên của Nghị viện châu Âu, ông Thierry Mariani cho biết là phương Tây đang uh, vất Ukraine như họ đã từng vất người quốc ở Syria. Ông nói rằng là Ukraine sẽ lặp lại số phận của người quốc, một trong những đồng minh quan trọng nhất của phương Tây trong cuộc chiến chống lại những cái người hồi giáo ở Syria. Và họ đã ngay lập tức bị vứt bỏ sau khi cái những cái cuộc xung đột đã chấm dứt. Theo ông thì người quốc đã từng là một trong những đồng minh thân phương Tây quan trọng nhất ở Syria và Iraq, nhưng chính họ là những người mà đã chịu những cái tổn thất lớn nhất trong các cuộc chiến diễn ra đó. Tuy nhiên, thì người quốc không còn cần thiết với phương Tây nữa, họ đơn giản đã bị lãng quên và họ không còn được che chở, bảo vệ bởi quân đội thổ nhĩ kỳ. Ông tin chắc rằng số phận tương tự đang chờ đợi những người ukraine và quốc gia này nhanh chóng nhận ra họ đang chơi trọi và dần dần bị hủy diệt và bị đánh bại. Vâng, rất chuẩn nhưng mà chỉ thiếu một điều, đúng không ạ? Là thông thường thì um, nếu xét trên những gì mà người nga đang tiến hành ở ukraine, thì đúng là họ đã đánh bại nga ukraine ở những thành phố như mariupol vân vân. Nhưng mà cũng sẽ không có sự hủy diệt, đúng không ạ? Chắc chắn họ sẽ xây lại ukraine và những thành phố quan trọng như là họ đã từng làm với mariupol. Còn trong lúc này thì chúng ta thấy ở biên giới của Ukraine với lại Ba Lan một đồng minh thân cận nhất và có biên giới rộng nhất với họ và là cửa ngõ sang phương Tây. Thì uh, uh, những cuộc biểu tình gần đây của hàng nghìn người lái xe tải Ba Lan đã khiến khoảng độ 3.000 cái xe tải đang tắc ở biên giới với lại Ukraine. Theo quan sát của tờ báo Reuters thì uh, một tiếng đồng hồ người ta chứng kiến chỉ có vài cái xe có thể là vượt qua cái khu vực cửa khẩu hai bên. Vâng, 3.000 xe tải thì nó dài lắm quý vị. Đúng không ạ? Bộ trưởng Bộ Cơ sở Hạ Tầng của Ukraine nói rằng là do các cuộc biểu tình, hàng nghìn người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất với điều kiện rất khó khăn, lương thực thực phẩm và năng lượng rất hạn chế những người lái xe tải đã tiến hành một cuộc phong tỏa à, tháng gần đợi, đầu tháng này. Những công ty vận tải của Ba Lan họ nói rằng họ đang phá sản bởi vì cạnh tranh đến từ những người à, lái xe tải Ukraine trong các công ty vận chuyển. Để phản đối, thì à, liên minh những người lái xe tải Ba Lan họ đã phong tỏa ba cửa khẩu biên giới với lại Ukraine. Chính phủ hai bên đã tiến hành đàm phán trong nhiều tuần, nhưng mà Kiev và Warsaw cũng chưa đạt được một thỏa thuận nào. Còn ở Kiev thì uh, trong ngày hôm nay uh, chính thức là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng uh, Ukraine ông Umerov cộng với lại uh, theo cái chỉ thị của ông Zelensky thì đã tiến hành chính thức cái việc sa thải uh, thay thế cái người đứng đầu lực lượng quân y của Ukraine bằng một cái người hoàn toàn khác theo thông tin từ những cáo buộc về lý do, thì chính phủ Ukraine cho rằng là cái bà à, vốn là cựu tư lệnh của lực lượng quân y, thì bà ấy có những biểu hiện bất thường à, về tâm lý khi liên tục cho rằng là Ukraine đang hứng chịu những tổn thất to lớn về binh lính. Đấy. Và như vậy có nghĩa rằng là nó không bình thường à, và như vậy có dấu hiệu của cái sự bất thường về tâm lý, cho nên được thay thế bằng về một cái người khác. Như vậy đây thì là một cái nỗ lực nữa để mà phía Ukraine họ thanh trừng rồi là đưa những cái người có cái luận điệu cũng như là những cái quan điểm mà thân cận với lại cái lực lượng của chính phủ của ông Zelensky và Bộ trưởng Bộ quốc phòng mới để củng cố quyền lực cũng như là tước đi những vây cánh của ông Zelensky bởi vì cái bà quân y này thì bà ấy có một cái quan điểm thân cận à, thân à, với lại cái ông Zelensky nhiều hơn chúng ta thấy những cuộc thanh trừng gần đây đều nhắm vào những cái vây cánh đúng không ạ của ông Zelensky cho thấy là ông Zelensky đã có thể nói rằng là đặt gược gấp đôi trong cái việc là ông sẽ cô lập ông Zelensky trước khi mà có những cái hoạt động nào đó để mà ngăn chặn ông Zanoli có thể tham gia vào cuộc bầu cử tổng thống trong năm sau. Hoặc thậm chí là không cần đến bầu cử tổng thống mà trong khía cạnh quân đội thì cũng có thể tước đoạt những cái quyền lực vây cánh của ông Zanoli để làm suy yếu cái vị thế của ông ấy trong giới quân đội của Ukraine. Và điều đó chính xác là một thứ mà người Nga người ta rất mong chờ, đúng không ạ? Bởi vì ông Zanoli là một người thiên về cái quan điểm bảo thủ và quan điểm phòng thủ. À, và tất nhiên Ukraine phòng thủ thì phía Nga họ sẽ ái ngại hơn rất nhiều. Như vậy thì tình huống ở Ukraine à, về vấn đề kinh tế thì nó suy xoa suy thoái mỗi ngày. À, mặt trận thì tổn thất cũng như là những cái um, trận thua cũng vẫn đang tiếp tục kéo dài. Sự ủng hộ của phương Tây càng ngày càng suy giảm cả vấn đề tinh thần, vật chất lẫn trang thiết bị vũ khí. Những đồng minh hàng xóm thì đang dần dần đóng lại những cánh cửa với Ukraine, trong đó có những người anh em thân cận Ba Lan, Slovakia, đúng không ạ? Rồi Hungary thì đương nhiên rồi. Romania bây giờ cũng có nhiều vấn đề. Tuy nhiên thì ông Zelensky đang củng cố cái vị thế của mình và ông vẫn đưa ra những bài phát biểu rằng là ông sẽ không chấp nhận để mà nhượng bộ đàm phán hòa bình với Nga trong những điều kiện hiện tại. Khi quân Nga không chủ động rút lui toàn bộ quân của họ về nước khỏi các bốn tỉnh đã sát nhập vào nước Nga. Vâng, chúng ta sẽ kết thúc chương trình với một cái câu hỏi rất ngắn và nó tính chất hài hước rất cao à, của một quý vị khán giả, nói rằng là liệu Mỹ có tiếp tục giúp đỡ Ukraine nữa hay không, đúng không ạ? thực tế bây giờ thì uh, chúng ta thấy mấy ngày trước không khí nó rất trầm lắng nhưng mà sau cái bài và, và viết của ông Biden ngày hôm qua chúng ta thấy rằng là nó sẽ bắt đầu một cái chu kỳ mới của cái sự giúp đỡ uh, nhưng mà lần này chúng ta thấy rằng nó giúp đỡ trong ngoặc kép đúng không ạ và hôm nay ông Lloyd Austin Bộ trưởng Quốc phòng đã ra ông ấy thì trước đây là một quan chức của công ty uh, Lockheed Martin cơ bản là một người bán vũ khí đúng không ạ thế thì cái câu chuyện rằng là không biết là họ có giúp đỡ nữa hay không nhưng mà chúng ta chỉ có chúng tôi chỉ có thể trả lời rằng là, là họ đã không giúp Ukraine và họ sẽ không giúp Ukraine nữa thực tế là họ đã hại Ukraine và họ không biết họ có hại Ukraine nữa hay không tất cả những việc người Mỹ làm với Ukraine trong suốt mấy chục năm vừa rồi đã khiến Ukraine mất toàn hoàn toàn bờ biển đen đã và sẽ mất. Đúng không quý vị? Bây giờ thì gần như là hoàn toàn rồi, nhưng mà cũng chưa biết được là họ còn giữ được cái phần còn lại ở Odessa hay không. Gần chục triệu người Ukraine đang lang thang phiêu bạt sống trong các tầng hầm mái nhà ở các nước phương Tây. Ukraine đánh mất 20% lãnh thổ của mình, cộng với bán đảo Crimea. 500.000 người đã thiệt mạng hàng triệu người đã bị loại và khỏi vòng chiến đấu, mất sức chiến đấu. Vâng, như vậy thì chúng ta có thể nói rằng là người Mỹ đã không giúp Ukraine, đúng không ạ? Họ đã làm hại Ukraine. Còn họ có làm hại tiếp hay không thì chắc chắn là có, chỉ có vấn đề nó như thế nào mà thôi. Lần cuối cùng diễn ra năm 2022 tháng 4. Lúc bấy giờ Ukraine đang ở trên một cái lộ trình rất thuận lợi để mà tiến tới một hiệp định hòa đình với nga khi họ có thể thu hồi được những vùng đất quan trọng toàn bộ cái vùng mà chúng tôi đang chỉ là bốn tỉnh này trở về với đất nước của họ nơi mà có cái trữ lượng kinh tế tiềm năng kinh tế trữ lượng uh, gọi là tài sản thiên nhiên to lớn nhất đất nước đúng không ạ thì cũng chính người mỹ đã giúp họ bằng một cái lời thủ thỉ vào tai là các ông hãy chiến với họ đi nato và chúng tôi sẽ đứng cùng với các ông để đánh bại người nga putin sắp sụp rồi putin mà sụp thì chúng ta sẽ dễ dàng lấy lại crimea rồi thậm chí chúng ta sẽ tiến tới moscow để chia chác cái vùng lãnh thổ rộng lớn đó đúng ạ thế nhưng bây giờ hơn một năm trôi qua tất cả mọi thứ nó đã không diễn ra như trong mơ không như là những lời hứa hão của người mỹ như vậy rõ ràng họ đã không giúp được gì Ukraine mà thực sự họ đã làm hại Ukraine. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo và chúc quý vị buổi tối vui vẻ, mạnh khỏe và tươi trẻ.